Lấy chào tất cả mọi người nha. Chúc mọi người một ngày thật là tốt lành. Thì hôm nay em lên clip báo một ít kìm bấm varip của Mỹ nha mọi người. Hàng mới có, hàng để anh em mua sử dụng có nha. Thì tất cả những cây này là varip Petersen, sản xuất vào trước năm 2008 tại nhà máy DeWitt Mỹ. Này do công ty varip sản xuất nha mọi người. Thì hôm nay em có lấy về rất là nhiều hàng dạng như giá rẻ để anh em mình làm nghề. Còn những cây trong bìa thì những cây cao cấp dành cho anh em mình sưu tầm. Thì có đủ thể loại hết để anh em mình có thể lựa chọn nó dễ dàng hơn ha. Thì tất cả những sản phẩm trong này em đều bao ship hết rồi. Đó, thì tiền ship 30-40 em đã cộng vào giá trong sản phẩm rồi. Nên mọi người mua không có cần phải lo lắng ở khoản ship nữa nha. Thì anh em nào mà giao dịch lâu rồi thì biết rồi. Còn những anh em mới thì em cũng nói luôn là nếu mà mình ship COD thì cố gắng đặt cọc cho Lễ 50 tới 100 ngàn tiền vận chuyển đó. Còn ship chuyển khoản thì nói chung là chuyển khoản thì nó dễ rồi, tất cả đều bao ship ha. Rồi em đi vào bán từng mã nha. Rồi mã đầu tiên của em đây là 651, mã 651 giá là 1.300.000 nha mọi người. Cây 651 này nó rất có giá trị thời gian nha mọi người. Cây này là 10WR, sản xuất vào những năm 70, hàng của thập niên 70, khá là xưa nha mọi người, khá là xưa đó. Đây là hai dòng code nha, hai dòng code. Cây này thì mới hoàn hảo, chưa sử dụng, mới chưa sử dụng. Thì hàng của thập niên 70, nó rất là xưa rồi, tới nay nó cũng mấy chục năm rồi, cho nên là mọi người không có tránh khỏi những cái vết ố hay vết ố vết mờ đó. Thì thân kềm còn rất là đẹp nha, nó chỉ ố mờ một vài điểm như vậy nè, nó lấm nhăm vậy nè đó. Còn ngoài ra là tình trạng hoàn hảo, chưa dùng. Đây hàm răng sẽ cực kỳ là đẹp, em cho mọi người coi một cây hàm răng 70 chưa dùng. Đó, đẹp chưa? Ừ. Cái cây này nó có giá trị sưu tầm mọi người. Cây này có giá trị sưu tầm nha, giá trị rất là cao. Đây, môi nè. Môi sắc đẹp. Đó. Cái loang lỗ ngay chỗ đó là do mình bấm nhiều lần á mọi người, thì cái vết si nó bị tróc ra. Đó. Nhìn thấy nó hơi trắng trắng, nó không có trùng màu, nó không đồng màu với nhau. Nhưng mà cái kìm là hoàn toàn chưa qua sử dụng nha mọi người. Chưa qua sử dụng. Ừ. Cây này nó có giá cũng rất là mềm, giá chỉ có 1.300.000 cho một cây chưa sử dụng, hai dòng code, sản xuất vào thập niên 70 tại Mỹ. Rồi mã là 651 nha. Rồi 652 em có cây này là hàng của thập niên 90 tại Mỹ, đóng mắc in USA nha mọi người. Hàng thập niên 90 thì nó không còn hai code ba code đâu, ba code là hàng thập niên 60, mắc hai code là thập niên 70, rồi đóng chữ varip là của 80, rồi đóng mắc in USA hay là the original gì nữa là của những năm 90 nha. Cây này là của những năm 90, hàng mới hoàn toàn chưa qua sử dụng nha. À, cái nào chưa qua sử dụng em nói chưa qua sử dụng nha mọi người. Đây mới hoàn hảo chưa sử dụng nha. À, còn cái nào có sử dụng rồi thì em nói sử dụng rồi để mọi người dễ hình dung, dễ mua hàng ha. Rồi chưa qua sử dụng, mới hoàn hảo rất là đẹp luôn, môi miệng thẳng đẹp. À, 652 giá là 1.300.000 nha mọi người. Rồi, 653, cây này là hàng của thập niên 90, cây này đặc biệt là bản kỷ niệm 75 năm ngày thành lập của Varip nha. Thì năm thành lập của Varip là năm 1924, tính tới năm 1997, 97, 98 á, là nó được 75 năm nha mọi người. Nè, cây này được sản xuất 1997 nè, 1998 nó cũng có bản kỷ niệm 75 năm giống vậy nè. Thì nó sản xuất trong 2 năm, 1997, 1998 thì nó sẽ đóng cái chữ như thế này. Đó. Cây này thì 10CR mới hoàn hảo luôn, còn full seal chưa khui nha mọi người. Full seal chưa khui rất là đẹp luôn, môi miệng thẳng đẹp, rất là đẹp luôn. Cây này thì dành cho anh em mình sưu tầm, hoặc là anh em mình làm, nói chung là làm nghề mà muốn sử dụng những cái kìm cao cấp, đặc biệt là chưa dùng, muốn về tự khui seal thì mình mua cây này nha. Giá nó sẽ mắc hơn những cái cây bình thường 200 ngàn. Đó. Cây này là Varip sản xuất tại Mỹ vào năm 1977. Mã của nó là 10CR. 10CR nó khác với đúp R hồi nãy ở chỗ là ngay chỗ này cái họng nó rất là to, nhưng mà bù lại là nó thiếu cái lưỡi cắt ngay đây nha mọi người. Nó không có lưỡi cắt, họng nó to tại vì nó không có lưỡi cắt nên cái khoảng không gian này nó còn để làm cái họng đó, thì để mình kẹp được nhiều hơn thôi chứ không gì hết. Rồi ba cây này ha. Rồi mã 653 rồi tới mã 654. Mã 654 em có nè, cái họng nó to như thế này nè, 10CR nữa nha mọi người. Cây này sản xuất vào thập niên 90 đó. Cây này đời của nó có thể là đời 96, có thể là đời 2000, đời 99. Nó tại vì vào thập niên 90 mà nó không phải là bản kỷ niệm 75 năm, tức là cái này sản xuất vào những năm 90 đó. Thì mọi người cứ hiểu như vậy, đời của nó có thể là kéo dài từ 91 tới 90 tới 99, 2000 luôn. Đó, đây sẽ đóng như thế này. Hoàn toàn mới, chưa qua sử dụng, chưa dùng nha mọi người. Hàng chưa dùng thì những cây nào chưa dùng em nói chưa dùng. Từ nãy giờ là toàn bộ là hàng chưa dùng hết, đẹp hoàn hảo hết nha mọi người. Đẹp hoàn hảo, full nước xi chưa dùng, giá 1.300.000 nha.
Rồi 655, một cây này là 10R, họng thẳng cũng chưa dùng luôn nha mọi người, giá cũng 1,3 triệu luôn. Đó, có cây nguyên siêu là giá nó cao một tí xíu là 1,5 triệu thôi. Còn mọi người không cần nguyên siêu thì mua những cây này nó rất là đẹp luôn, thẳng thớt đẹp, đóng mắt in UTA luôn, đời cũng y chang như cây vừa rồi mình giới thiệu luôn, nên em không nói lại nha, tránh mất thời gian. Đó, mới hoàn hảo. Thì những cây này là cam kết nước si đẹp hoàn hảo luôn, những cái nào mà chưa dùng là nước si đẹp lắm. Đó, người mua những cây này về sưu tầm sẽ rất là đáng luôn. À, cây này có cấn nha mọi người, em thấy có cấn cái răng thứ nhất từ ngoài miệng điếm vô, có cấn nha mọi người, có cấn. Rồi rồi, về giá cây này là 1,250 triệu nha mọi người, 1,250 triệu. Em nghĩ là chưa, nhưng mà cái này nó có cấn, em giảm 50.000 nha, 1,250 triệu. Nói chung là mới hoàn hảo như người ta thôi, nhưng mà răng đó nó có cấn rồi. Rồi có gì mọi người nói cây đó, mã đó là em nhớ là mã 655. Rồi 656, 656 em có cây mỏ nhọn 6LN, hàng này là full siêu chưa dùng nha mọi người, full siêu chưa dùng, giá là 1,100,000. Cây này là cái 6 trong series là 4LN, 6LN và 9LN. Thì mỏ nhọn nó có 3 series nha, 4, 6, 9. Đó. Thì cây này là cây ở giữa nè, cây này là 6LN, đóng mắt in UTA, còn dưới này là cái bắt độc quyền. Mọi người chỉ cần bấm y cái dòng này lên Google là lập tức nó hiện ra cây này. Hàng Mỹ nó hay ở chỗ đó đó mọi người, nó rất là đặc biệt ở chỗ đó luôn. Chỉ cần bấm đúng cái mã bắt của nó là nó ra thôi. Cây này thì được sản xuất vào năm 1997 tại Mỹ nha mọi người, 1997 tại Mỹ. Thì cây này là dành cho anh em mình sưu tầm, còn nếu không sưu tầm thì mua cây tiếp theo nha, cây tiếp theo nó rất là rẻ luôn. Còn cây này là cây nguyên siêu em chưa khui, để anh em mình sưu tầm cho nó có giá trị á mà. Đó, để treo lên nó cũng còn nguyên bìa, nói chung là nó đầy đủ giá trị lịch sử luôn. Đó, 1,1 triệu nha mọi người, 1997 nha. Mã là 656, mã em đang bán là 656. Rồi nếu mà không mua bìa, mua không vậy nè, thì nó chỉ có 750.000 cho cây, nó cực kỳ rẻ. Không vậy nó rẻ lắm, tại vì dành cho anh em mình mua về sử dụng nha. Nếu mà trần trụi như thế này mua về sử dụng, hoặc là sưu tầm mà dạng như mình không cần cái bìa đó làm gì, mình treo lên cho nó đẹp thôi, thì mua cây không về cho nó rẻ. Vẫn y chang như cây nãy, vẫn full mới hoàn hảo và chưa dùng, được sản xuất tại Mỹ vào giai đoạn cũng những năm 90 luôn. Mình không có bìa nên là mình không có nói được cái thời gian chính xác nha. Thì răng cỏ hoàn hảo. Răng cỏ đẹp hoàn hảo, chưa dùng chưa cấn răng nào hết nha mọi người. Giá của cây này cũng cực kỳ là rẻ. Môi miệng là thẳng đẹp nè. Đó, môi miệng thẳng đẹp nha mọi người. Nè. Đó. Hoàn hảo. Giá của cây này là 750.000 nha mọi người, cực kỳ rẻ nha. Rồi tiếp theo cái series này là kìm giá tốt cho anh em mình mua vừa sưu tầm vừa sử dụng, uống sao cũng được nha. 658 giá chỉ có 800.000. Cây này á là cây hai dòng cốt nha mọi người. Cây này là 7R hai dòng cốt. Thì cây này tình trạng ngoại hình nó, nước si nó thì xấu rồi, nước si không còn đẹp nha mọi người. Nước si nó ố màu nè. Đây nè mọi người thấy nước si ố màu lốm đốm nè. Đó, ố màu nè. Đó. Thì mọi người nếu mà mua sưu tầm thì vẫn được, còn không thì mình mua cây này giá rẻ đi sử dụng. Hai dòng cốt này được sản xuất vào những năm 70. Thời điểm này những cây những năm 70 như thế này nó khá là hiếm. Nước si cũng không đến nỗi nào, nếu mà nhìn thẳng vào thì nước si cũng khá là đẹp nha mọi người. Khá là đẹp, chỉ những góc nghiêng như vậy chúng ta sẽ thấy nước si nó hơi ố màu nè. Đó, thì nó xấu là nó xấu vậy thôi, giá của nó cũng cực kỳ là rẻ rồi. 800 ngàn cho một cây hai dòng cốt. Đó, sản xuất vào thập niên 70. À, răng cỏ rất là đẹp luôn. Mọi người nhìn hàm răng nè. Đó, răng rất là đẹp nha mọi người. Răng như chưa dùng luôn vậy đó, đẹp như chưa dùng. Cực kỳ đẹp. Cây này mua sử dụng rất là đáng tiền luôn. Hàng xưa vào thập niên 70, tính tới nay là cũng mấy chục năm rồi nha mọi người. Thập niên 70 là tính tới nay là nhiêu rồi? 50 năm rồi đó. 4-50 năm rồi. Đây. 658 giá là 800. Rồi nếu không mọi người mua cây 659 này, nó đẹp hơn cái 658 nó một tí xíu. 659 thì nước da nó đẹp cực kỳ, mọi người nhìn thấy nước da nè. Cũng hai dòng cốt y chang như cây hồi nãy, giá là 950.000. Đẹp lắm mọi người. Đẹp lắm ha. Hàm răng của nó đây. Đây hàm răng cũng còn rất là đẹp nha, có dấu hiệu sử dụng rồi. Đó, nhưng mà nhìn những cái răng còn rất là cao và đẹp. Hàm răng này không bằng cây hồi nãy, nó có dấu hiệu cấn một vài răng nha mọi người. Hàm này thì ít cấn, hàm này thì có cấn nhiều nè. Đó, hàm răng không đẹp bằng cây nãy, tuy nhiên là cây này thì nước si rất là đẹp. Đó, nước si rất là đẹp, môi miệng đẹp, nước si đẹp, ngoại hình đẹp, mọi người nghiêng góc nào cũng thấy nước si nó đẹp. Đó, thì cây này giá nó cao hơn một tí xíu, 950.000 nha mọi người. 950.000 cây này mua sưu tầm được, giá nó cũng rất là mềm. Rồi,
Nếu mà mọi người muốn cây đẹp thiệt đẹp luôn, chưa dùng thì giá cây này là 1 triệu. Cây này là 10, cây này sản xuất vào thập niên 70 nha mọi người. Dập thập niên 80, đóng chữ vai riếp ở dưới cán nha. Vào thập niên 80 thì cây này là full hoàn hảo, chưa dùng nha mọi người. Full hoàn hảo. Chưa dùng, nó môi miệng đẹp. Môi miệng đẹp hoàn hảo. Thì cây này dành cho anh em mình sưu tầm hoặc là anh em mình chơi hàng hóa cao cấp, dạng như mình có gara lớn lớn hay gì đó, hoặc là mình làm nghề nhưng mà mình thích chơi những cái đồ dữ dữ thì chơi cây này. 660 giá là 1 triệu. Rồi. Còn không thì mình chơi cây nguyên siêu chưa khui luôn. Cây này được sản xuất vào thập niên 90. Hàng này được sản xuất vào năm 1997 tại Mỹ. Đời 1997 này em lấy được nhiều hàng nè. Đó. Giá là 1.300.000, nguyên siêu chưa khui nha mọi người, nguyên siêu chưa khui, rất là đẹp luôn. Đó, rất là đẹp luôn, chưa dùng. Đó, thì cái này là dạng như chơi hàng đỉnh rồi, dành cho anh em mình sưu tầm treo rồi. Đó, chứ không phải làm nghề, là làm nghề mình mua cây kia mắc mớ phải mua cây này. Đó, cây này tại vì nó có nguyên siêu nguyên bìa thì mình mua gì mình sưu tầm nó sẽ có giá trị hơn là những cây trần trụi như vậy. Tại những cây trần trụi vậy nó không có đóng được năm sản xuất rồi, nó không có, nói chung là toàn bộ những thông tin nó không có. Còn này là còn đầy đủ hết, nguyên nguyên một cây kiềm nó về y chang như vậy, nó nguyên sản xuất ra nó như vậy thì anh em mình sưu tầm thích hơn. Thì cây này giá 1.300.000, hàng phiên full siêu nha mọi người, full siêu bản kỷ niệm 75 năm, sản xuất tại Mỹ vào năm 1997. Rồi 661, rồi tiếp theo mã 662. 662 cây này cực kỳ hiếm nè. 662 là cái kia kìm 7WR giao thoa 1957, khá là xưa nha mọi người. Thì cái cây này nó có cái chốt phụ ngay chỗ này, điểm đặc biệt của cây này là nó có chốt phụ ngay chỗ này. Nó những cây sau đó là hoàn toàn không chốt phụ nha mọi người, không chốt phụ mà nó bấm đây thêm một điểm nè, còn cái chốt phụ này là đằng đây không có bấm nè. Đó, thì cái chốt phụ này nó khá là xưa, nó sản xuất vào giai đoạn giao thoa, tức là năm 1957, giao thoa giữa đời một lẫy và đời hai lẫy thì nó có cái chốt phụ này. Đó, thì cái này quá xưa rồi. Cây này đặc biệt là ba dòng cót nha mọi người. Cái cót ở trên đó là cái cót để cái lẫy, cái đòn mở nhanh đó là cái cót ở trên, còn cái cót ở giữa này là cái cót đại diện cho cái lẫy phụ. Thì mọi người chỉ cần bấm những cái mã cót này trên Google nó sẽ ra, bấm mỗi lần một mã thôi, đừng bấm hai mã nha mọi người, mỗi lần một mã vậy nó sẽ ra. Đó, mà tiếp theo nó sẽ ra cái khác nữa. Rồi tổng cộng là ba dòng chữ. Cái nước si cũng còn khá là đẹp đó, khá ổn để sưu tầm hoặc là sử dụng. Nói chung là hàng này là hàng VIP, em dành cho anh em mình tìm những cái cây quá xưa. Đây là những cây hàng rất là xưa rồi, đây hàm họng rất là đẹp, giá cũng rất là phải chăng mọi người. Đây là cái hàm răng của nó đây. Đây hàm răng của nó này. Thì hàng xưa thì mình không tránh khỏi cái hàm răng nó phải có dấu hiệu sử dụng rồi nha mọi người. Môi miệng thì thẳng đẹp nha, môi miệng thẳng đẹp. Giá cây này chỉ có 750 ngàn thôi, dành cho anh em mình mua gì sưu tầm. Rồi tiếp theo em có cây mã 663, giá là 1.100.000 nha mọi người. 1.100.000 cho cây 663 này. Đây là cây 7CR, hàng sản xuất 1997 tại Mỹ. Đó, full siêu, full chưa có khui nha. Full siêu chưa khui, rất là đẹp luôn. Thì cây này do Bitusen sản xuất. Đây là bản kỷ niệm 75 năm thành lập Fairip, đóng SIN 1924 ở trên này, Made in USA, đầy đủ hết thông tin nha mọi người. Đó, nguyên siêu thì em không có gì để bàn rồi, tới chung là nước si hoàn hảo, kìm chưa sử dụng, răng chưa cắn ha, không có trầy xét, không có rỉ xét chỗ nào hết. Giá là 1.100.000 cho cây này, rất là rẻ nha. Bình thường em bán 1.300.000 lận. Rồi, đợt này về nó giá nó tốt lắm. 1.100.000 luôn, mã 664 cũng y chang như cây hồi nãy luôn, chung đời với cây nãy luôn, nói chung là nó đi một cặp luôn mọi người. Đó, đây. 7CR không có lưỡi cắt ở chỗ này nha. Full siêu, full nước si, không reset chỗ nào. Trung đời 1997 tại Mỹ. Đây là bản kỷ niệm 75 năm thành lập Fairip, Made in USA, The Original SIN 1924 nha mọi người. Đó. Tất cả là full hoàn hảo, kể cả bìa cũng full luôn. Đó. Thì cây cũng có giá 1.100.000 luôn. Rồi, tiếp theo nếu mà mọi người không chơi đó thì chơi cái này nó giữ hơn một tí xíu nữa nè. Đây. Em có hộp màu xanh và hộp màu vàng nha. Thì hai bên này là giá rẻ, thì giá rẻ em nói trước đi. Thôi làm theo thứ tự đi. 665, 665 em có cây 7WR hàng full chưa có dùng. Đó, full mới chưa dùng, cực kỳ đẹp nha mọi người. Đời của nó là đời 1997 mà đóng trong hộp nha. Đời 1997 tại DeWitt Mỹ, đóng hoàn toàn ở trong hộp và full cái hộp rất là đẹp luôn. Cái này là những cây tuyển, tuyển đẹp hoàn hảo cho anh em mình sưu tầm. Thì cái hộp nó sẽ đẹp hoàn hảo luôn, không có tróc xi, không có trầy xước cái hộp chỗ nào hết, và đẹp 100%, không có rách vỏ luôn. Đó.
thì cho anh em mình sưu tầm đáng cây kiềm luôn á. Khay cũng còn rất là mới nè. Khay rồi hộp rồi cái kiềm đây, cái kiềm nè. Kiềm thì mới hoàn hảo rồi, em quay lướt cho mọi người coi. Chủ yếu là hàm họng thẳng. Tất cả những cây này em đều đã kiểm tra cái hàm phải thẳng 100% em mới bán nha. Còn không là em trả lời hoặc là em bán rẻ. Đây. Đó. Răng miệng hàm đầu full hết, cái hàm răng rất là thẳng, rất là đẹp, nhìn cái kiềm nó đáng để sưu tầm nha mọi người. Đó. Đúng chất cây kiềm để sưu tầm luôn, nó sẽ như vậy. Rồi. Mã là 665 hen. Rồi 666 em có cây này là hộp màu xanh, không có lưỡi cắt, cũng y chang như cây 665, giá vẫn là 1 triệu 3 luôn. Thì cây này là một cặp sưu tầm. Tí xíu em có một cặp kia giá nó rẻ để mọi người mua sử dụng nha. Thì cái hộp rất là đẹp nè. Đẹp hoàn hảo nha, mấy cây này là cây lựa đó, đẹp hoàn hảo không rách rưới chỗ nào hết. Đó, cây cũng còn rất là đẹp. Cây CR thì cái khay nó không đẹp bằng cây WR nha mọi người. Thì nguyên lô nó như vậy hết, em không lựa được cây nào mà nó cái khay nó đẹp hơn nữa hết. Như vậy là đẹp dữ lắm rồi. Thì kiềm thì hoàn hảo nha, kiềm đang trong tình trạng cực kỳ hoàn hảo. Đó, còn phấn nữa mọi người. Còn cái phấn bảo quản của nó nè, keo dầu còn đầy đủ hết. Bản kỷ niệm 75 năm, chung đời 1997 của cái cây hồi nãy luôn. Răng cỏ thì hoàn toàn chưa qua sử dụng. Những cây này thì đáng mua mọi người, mua lô này em lấy được, may mắn lấy được, giá nó cũng rất là tốt cho nên về bán giá tốt. Đó, chứ bình thường mua những cây này rất là khó, kiếm những cây mà còn full được cái hộp như thế này cực kỳ khó. Đó. Rồi, cây này giá 1 triệu 3 luôn nha mọi người. Rồi nếu mà mọi người không chơi cao như vậy thì mình chơi những cây mềm hơn một tí xíu. Thì em có cây này giá 1 triệu mốt. Thì 1 triệu mốt chẳng qua là cái kiềm cũng y chang như cây 1 triệu 3 thôi, không khác gì hết. Nhưng mà nó khác ở chỗ là cái hộp mọi người. Cái hộp cây này nó bị rách quá đáng. Nè, mọi người nhìn thấy nó rách nè. Rách xuyên từ đây xuống tới đây luôn. Thì cái hộp nó hơi xấu. Thì nhiều anh em mua sưu tầm thì cũng không thích cái hộp mà mình mua thì luôn luôn thích hoàn hảo. Không ai mà thích cái hộp mà bị rách á. Cho nên là những cây bị rách như vậy thường thường em sẽ bán không được. Đó, thì em sẽ giảm giá còn 1 triệu mốt để anh em mình lỡ mà có thích cây kiềm như thế này. Nhưng mà mình không có quan trọng mấy cái hộp, có cái hộp là được rồi. Đó, chứ nó đầy xước một tí xíu thì vết thời gian thôi không sao. Đó, thì mình mua cây như thế này thì full full cây, full hộp y chang như cây kia không khác gì hết. Đó, kiềm cũng full y chang luôn, không khác luôn. Nói chung là chung lô thì nó không khác, đời 1997 y chang nhau hết. Môi miệng thẳng đẹp y chang luôn, không khác gì nhau mọi người. Thì kiềm không khác, chỉ khác cái vỏ hộp là nó bị rách thôi. Vỏ hộp này nó bị rách một tí ngay chỗ này. Đó, tí ngay chỗ này, nói chung cũng không có đáng kể mọi người. Nó rách thôi chứ không gì hết. Thì giá em bán đây là 1 triệu 100 ngàn. Cho anh em nào mà mua về mình sưu tầm hoặc là mình sử dụng ha. Rồi, tiếp theo cây này giá 1 triệu 2. Thì cây này cũng y chang như cây hồi nãy em vừa giới thiệu luôn. Nhưng mà cây này nó rất nhẹ hơn. Thì giá em giảm 100 ngàn nha, còn 1 triệu 2. Rách lủng đây lỗ nè, lủng đây lỗ nè, thì vẫn còn da thịt bình thường nhưng mà nó bị rách thôi. Đó. Thì bán với giá là 1 triệu 200 ngàn. Đây, cái khay đây, còn full khay, cây kiềm đây, đó. Đẹp y chang như những cây kia luôn, không khác gì hết. Nói chung là kiềm thì không khác rồi, kiềm có thể bỏ trộn lẫn với nhau luôn cũng được nữa. Đó. Đó. Còn cái chỉ khác là khác cái hộp thôi, giá cả thì nó phụ thuộc vào cái hộp đó. Tại vì với một cây như thế này mà không có cái hộp gì khoảng chừng 900 tới 1 triệu một cây mọi người, không có nhiều đâu. Đó. Còn mới chưa dùng nha, mới chưa dùng, còn dùng rồi thì nó rẻ như hồi nãy em bán mấy cây kia rất là rẻ. Đó. Rồi 668 giá 1 triệu 2 nha. 669 em có cây này là cây dòng LC nha mọi người, LC rất hiếm luôn. Đó. Thì hôm nay về được hai cây nha. Đó. Dòng này là 6LC, hàng còn hàng này là lay new. Đó. Hàng lay new tức là đẹp như chưa dùng thôi nhưng mà đã dùng rồi nha mọi người. Đã dùng rồi, răng miệng đẹp nè. Rất đẹp luôn. Đây, môi nè. Đó. Răng môi miệng đều đẹp, 6LC, giá là 2 triệu nha mọi người. Thì bữa hổm mà anh em nào mà mình chưa mua kịp đó, thì hôm nay mình tranh thủ nha. Nói chung là cái này thì khách dặn nhiều nhưng mà hàng thì không có cho nên là có nhiêu thì em bán nhiêu thôi. Rồi, tiếp theo cây này 2 triệu 8 là 670. 2 triệu 8 này là mới hoàn hảo nha mọi người. Thì cái cây này em quay lên cho mọi người xem để mọi người mà có cần nhu cầu thì đặt hàng, chờ khoảng một tuần hơn nữa em mới có. Còn hiện tại là cây này thì em đã bán cho khách rồi. Đó, em mượn lại để em quay thôi, do là lâu lắm mình mới kiếm được một cây 6LC cho nên là mình không có hàng dự trữ để mà quay. Đó, thì mình quay cây này, đại diện cây này đi, đẹp y chang như cây này hết luôn nha mọi người. Đời của nó là đời 2000 nha. Thì anh em mà cần chơi cây này thì liên hệ với em, tại vì số lượng em về khoảng chừng 4 tới 5 cây thôi chứ không có nhiều. Hiện tại thì khoảng 2 khách đã chốt rồi thì em cũng còn 3 cây.
Thì anh em nào mà mình cần, tại vì giá nó cũng khá là cao cho nên là em cũng không có lấy gì với số lượng nhiều, lấy về bán ế là chôn chân luôn, nó chôn vốn gì lắm cho nên là không dám lấy. 6LC nó y chang như cây 12LC thôi, tuy nhiên là cái size này là size nhỏ và cây này là gọi là một cây khó tìm nhất trong cái series kìm vari luôn, khó tìm nhất luôn mọi người đó. Em đã sưu tầm tới nay là 2 năm mấy, gần 3 năm rồi. Đây là lần đầu tiên em sở hữu được một cái cây mà 6LC, cầm trên tay được cái cây 6LC mà nó full bìa như thế này. Đó. Thì cái này là 6,70, giá của nó là 2.800.000 nha mọi người, 2.800.000. Giá khá là cao. Tuy nhiên là hàng đáng đi sưu tầm tại vì nó quá hiếm mọi người. Đó. Giá em lấy đầu vào cũng rất là cao rồi, buộc phải bán ra giá đó thôi. Đó. Rồi tiếp theo em có cây mổ lết 2 lít mọi người, cây cuối cùng ở chỗ em nha. Mổ lết 2 lít hộp màu vàng, cây này thì dành anh em để mua để làm quà tặng hoặc là mua gì để trưng bày sưu tầm, mã là 671, giá là 1.500.000 nha mọi người, rẻ hơn đợt trước nha, 1.500.000. Cây mổ lết 2 lít hàng còn full bóc hoàn hảo, sao lấy ra hết được rồi đó. Thì khi đóng gói em sẽ lật cái này ngược lại nha mọi người, thì anh em nào mà mua trước đó thì cũng thấy cách em đóng gói rồi đó, lật ngược lại để tránh cho cái khay nó bị hư giống như hết rồi. Thì cái dòng mỏ lết hai lít này nó có cơ cấu mở hàm rất là độc, đó là trượt để mở hàm, người nhìn nè, trượt như là mở hàm đóng mở đó, nhưng mà khi chúng ta trượt chúng ta dừng lại rồi cái hàm này rất là chắc mọi người, rất là chắc, tự động ở chỗ là khi đưa con ốc vô là chúng ta chỉ cần đưa đúng cái thước con ốc, siết vô đúng cái thước con ốc là bắt đầu chúng ta dặn thôi, còn không thì chúng ta mở ra đó, rất là đơn giản luôn. Cái cơ cấu trượt này nó khá là hay đó. Thì cây này có giá là 1.500.000. Đây là mỏ lết Helix do Petersen sản xuất tại nhà máy Dorado hoặc là Kansas của Mỹ nè. Đó. Cái này cái bắt độc quyền của nó là 355939. Thì mọi người chỉ cần gõ đúng cái bắt này, bắt nô rồi 355939 lên Google là bắt đầu nó ra nguyên hình dạng, kể cả cái bản vẽ của cây này luôn. Đó. Nên mọi người chơi sưu tầm thì những cái dòng Mỹ như thế này thì rất là dễ để tra tra cứu thông tin luôn. Thì cái dòng này được sản xuất vào thập niên 70, cái năm đăng ký độc quyền là 1971 nha mọi người. Rồi thì hàng còn full box hoàn hảo dành cho anh em mình chơi sưu tầm nha. Rồi giá cũng rất là mềm luôn, giá 1.500.000 cho cây đó. Rồi tiếp theo em có những cây mỏ nhọn bẻ cong. Những cây này là nói về mà độ hiếm mà để sưu tầm thì nó hiếm khoảng thứ nhì trong cái series clip đó mọi người. Rồi đầu tiên là 672, 672 em có cây này là cây 6 in, nó giống như cây 6LN thôi. Cây này là cây cuối cùng ở chỗ em rồi, 9BN thì em về được mấy cây. Còn cây 6 này thì hết hàng nha mọi người, bữa hổm thì 6 nó còn hàng mà 9 không còn. Nay thì 9 còn mà lại 6 hết nha. Thì nó luân phiên vậy đó. Bán tại vì bữa giờ em không có lấy cây 6 nữa, cây 6 khách đủ hàng rồi em không có lấy nữa cho nên là cây 6 này nó hết hàng. Cây này nhìn nó rất là xưa luôn, cái kiến này nó đục màu, nó bị ngã sang màu vàng luôn rồi. Cây này được sản xuất vào năm 1994 tại nhà máy DeWitt của Mỹ nha, 1994 tại Mỹ. Mã em bán là 672, giá là 2.700.000 cho một cây như vậy. Mọi người thấy cái cây như thế này mà giá nó 2.700.000 nghe khủng không? Tuy nhiên là anh em sưu tầm rất là thích những cái cây đặc biệt như thế này. Những cái cây này thì không đụng hàng với ai á, Made in USA nha. Những cái cây này là dạng như là nó sản xuất số lượng rất là ít trên thị trường đó. Thành ra là giá của nó khá là cao, mấy cái này là chùi ra nha mọi người, chùi ra an tâm đi đó. Hàng còn full mới hoàn hảo chưa sử dụng đó, đây môi miệng thẳng đẹp đó, thẳng đẹp nha mọi người. Rồi 672 cái này rất là hiếm, cái này là dạng như cho anh em mình chơi hàng giữ á. 672 giá là 2.700.000 một cây full box. Rồi tiếp theo 673, 674. 673 em có giá là 2.800.000, 674 em có giá là 2.700.000 nha. Thì anh em mình chơi cây này là size lớn nhất trong cái series mà kìm mỏ nhọn bẻ cong. Cây này là 9BN, sản xuất tại Mỹ vào năm 1992. Cây này xưa hơn cây 6 hồi nãy nha. 1992 tại Mỹ, full box hoàn hảo và chưa có dùng nha mọi người. Kẹt đâu rồi? Này, full box hoàn hảo và chưa dùng. Đây. Nó giống như cây 6 hồi nãy, tuy nhiên là cái size này là size lớn nhất của chính dòng BN. Cây này là 9BN, sản xuất hoàn toàn tại Mỹ vào năm 1992, bắt độc quyền của nó đây. Để mọi người có thể tra trên Google nha, em đọc cái bắt nè. 4546680 thì chỉ cần tra cái bắt đó lên Google sẽ ra cái kìm này nha mọi người. Cái kìm này giống như cây 9LN nhưng mà cái mỏ nó bẻ cong.
chính vì bé Công vậy mà giá trị nó tăng lên đã cả triệu bạc không mọi người, hơn triệu bạc nữa đó. Đây dòng chính bên nào nha, thì cây này có giá là 2,8 triệu. Rồi tiếp theo có cái cây, cái hộp nó không đẹp bằng, cái hộp nó hơi xấu hơn một tí xíu, có giá là 2,7 triệu nha mọi người, 2,7 triệu, 6,74. Đây sản xuất 1992 tại Mỹ luôn đó, cũng full hoàn hảo luôn. Vỏ thì có rách, em có dán ngay chỗ này một chỗ, với em dán cái này một chỗ nó rách nhiều quá em dán lại nha, thì giá nó rẻ hơn một tí xíu. Thì anh em nào mà mình chơi chơi mình cần những cây mà giá nó mềm thì cây này nha. Đó, khách quen thì em có thể là giảm giá thêm được một tí xíu cho anh em cà phê. Đó, chính BN đây, hai cây này là mới về rất là đẹp luôn, full hoàn hảo, môi miệng thẳng hết nha. Cây nãy cũng môi miệng thẳng hết, em quên làm cái môi cái miệng cho mọi người coi. Đây môi miệng thẳng đẹp. Nói chung là hàng của em bán thì những cái môi cái miệng em đều kiểm tra rồi, hàm răng em kiểm tra rồi, nói chung là lỗi cái gì thì mọi người trả lại em, không có gì hết đó. Kể cả khi đã chuyển khoản rồi trả lại em chuyển khoản ngược trở lại cho, không sao hết nha mọi người, nếu mà hàng bị lỗi nha. Rồi y chang như cây nãy không khác gì, cho nên em lướt qua nha mọi người. Nếu mọi người cần thêm thông tin gì nó thì em có thể chụp hình gửi Zalo hoặc là gửi SMS tùy mọi người, hoặc là gửi bên Messenger nữa. À, 674 giá là 2,7 triệu nha. Thì cái này rất là hiếm, bữa giờ em bán rất là nhiều cây này, cái loại này là anh em mình chơi sưu tầm mà dạng như mình có đầy đủ quá rồi, giờ mình thiếu những cái cây như thế này thì mình bổ sung cho nó đầy đủ, cho nó đẹp đội hình. Rồi tiếp theo em có hai cây này là dòng mở ốc hư ốc chết, size nhỏ nhất nha mọi người, tí hon nha, những cây kiềm tí hon dành cho anh em mình chơi sưu tầm dạng nhỏ xíu luôn. Cái này mã là 677. Thì cái này tình trạng của nó là thường thường em bán 1,3 triệu một cây, nhưng mà cái này chỉ có 1,050 triệu một cây thôi. Lý do là cái hộp này nó xưa quá, đời của nó là đời 1996 nha mọi người, cây này là đời đầu sản xuất những cây kiềm này luôn, cho nên là cái hộp nó giòn quá rồi, nó bể nát rồi, nó không phải là đời 98 99 nữa, nên là cái nhựa này làm như nó chất lượng nó kém mà sao nó bể nát hết trơn. Rồi điện thoại bị gì rồi, đen thui rồi mọi người, điện thoại nó nóng quá rồi mọi người ơi. Vậy clip em kết thúc tại đây đi, không biết là có xem được cái đoạn này không đó, thì còn cái khúc sau thì có gì em quay thêm một clip sau nha mọi người. Đây mọi người ơi, không biết cái điện thoại em nó bị sao nữa mà nó hư hết khúc rồi, giờ em phải nối thêm cái khúc này. Rồi mã 677 là giá 1,050 triệu nha, 676 là 1,050 triệu luôn, cũng y chang như cái 677 luôn mọi người. Em gọi này em dục luôn cho rồi đi, ghét quá. Rồi đây nè, 4LW, thì mấy cái này là thẳng hàm thẳng đẹp hết, hoàn toàn chưa qua sử dụng mới ken như thế này luôn nha mọi người. Tuy nhiên là chỉ có cái bìa nó xấu thôi, còn cái kìm thì hoàn toàn chưa qua sử dụng. Em giữ cái bìa lại mục đích là để nói là cái kìm mình nó chưa sử dụng á, để khách an tâm mà mua, chứ để không trụi như thế này thì giống như là hàng lay new rồi, chứ không phải là hàng chưa dùng rồi đó. Thì này là full bìa hoàn hảo nha. Rồi tiếp theo em có mấy cái cây size nhỏ nữa, size này là size 5W nha, và giá đợt này nó cũng cực kỳ là mềm luôn. Hai cây này sản xuất vào thập niên 80 hết nha mọi người, vào thập niên 80 hết đó. Giá cây đầu tiên này là 678, 678 giá là 700.000. Cây này là hàng full, dạ không phải full nha mọi người, hàng cũng dạng đã qua sử dụng rồi nhưng mà còn rất là đẹp đó. Đặc biệt ở đây là có một cái bắt ben dưới này đó, độc quyền của Varip nha. Cái này là logo Varip gạch đích, cái dòng này khá là hiếm, ít khi xuất hiện. Đây răng cỏ thì đẹp hoàn hảo, răng cỏ quá trời đẹp luôn, hàng có qua sử dụng nhưng mà còn rất là đẹp nha đó, gần như là mới vậy đó. Rồi cái này có giá là 700.000 thôi mọi người, 700.000, rẻ hơn đợt trước nữa. Đợt trước là 750.000, còn đợt này là 700.000 nha, 700.000. 679 đó, cũng cây 5WR luôn, cây này y chang như cây hồi nãy, giá cũng là 700.000. Nước si còn đẹp, nước da đẹp, đóng vai riếp, cây này sản xuất 1977. Răng cỏ còn rất là đẹp. Nói chung mấy cây này mua về chơi sưu tầm, tại vì size nó nhỏ, nó vào việc cũng ít lắm mọi người, nó không có vào việc được nhiều đó. Rồi đặc biệt có cây 680, cây này sản xuất vào thập niên 90, đời của nó là 1977 nha mọi người. Đâu vậy? Cây này không có để đời ta. Đây, 1998 nha mọi người, 1998 tại Mỹ, cây này là đúng bản kỷ niệm 75 năm thành lập của Varip luôn nha mọi người. Made in USA, the original sinh 1924. Đó, cây này thì 5WR, hàng còn full mới hoàn hảo đây, nó có đóng kỷ niệm 75 năm thành lập Varip nè. Rồi cái này thì có giá 1 triệu dành cho anh em mình chơi sưu tầm nha. Rồi em có nguyên một cái khay như thế này,
hay như thế này, ý đây em có một cây này là 6L N bán giá 1,2 triệu, mã là 675, giá là 1,2 triệu nha mọi người. Cây này 6L N, hàng còn full chưa qua sử dụng, nằm trong bao da nha, bao da đóng quay clip rất ít khi thấy cái bao da như thế này. 6L N full mới hoàn hảo chưa dùng nha mọi người. Cây này được sản xuất vào thập niên 90 tại Mỹ, thì vào thập niên 90 nó mới có bao da như thế này thôi. 80 90 nó mới có bao da nha. Đây, rất đẹp nha. Rất đẹp. Full bóc. Ủa full full bìa, full full bao da. Rồi, cây này là cái 6L N, giá là 1,2 triệu nha mọi người. Mã là 675. Rồi, tiếp theo em có cái bộ này mà sáng có ông anh ông mua mất tiêu hết cây rồi. Hôm qua ông hốt cây này giá 1,3 triệu rồi. Cho nên là cái bộ này hiện giờ em phải lấy một cái cây, lấy cây hai dòng cót này đi. Hai dòng cót này bỏ vô. Để anh em nào mà mình muốn chơi trọn bộ thì lượm cây này. Lượm bộ này. Bộ này em bán nguyên bộ 1, 2, 3, 4, 5 cây mới hoàn hảo chưa dùng này có giá là 4 triệu 600 ngàn. Kể cả cái bao da này luôn nha mọi người. Kể cả cái bao này luôn là 4 triệu 600 nha mọi người. Có 5 cây mà có 4 triệu 600 thôi. Còn không mọi người có thể mua lẻ. Thì mua lẻ cái cây này hồi nãy em giới thiệu ở đầu clip rồi nè. Em không giới thiệu lại ha. Rồi. Cây này là cây 7CR, hàng còn full mới hoàn hảo chưa có dùng nha mọi người. Full mới hoàn hảo chưa dùng, y chang như trong cái hộp màu xanh với màu vàng kia vậy đó. Đó, rất là đẹp luôn. Đây, người nhìn nè. Full hoàn hảo chưa dùng, răng miệng môi thẳng đẹp 7CR. Đó, rồi, cây này có giá là 1,1 triệu, rẻ hơn trong hộp rất là nhiều nha mọi người. Rồi. Tiếp theo, cây này là 6LN. Rồi cái máy nó bị sao nữa rồi. Máy em nó bị sao rồi mọi người ơi, quay tí xíu là nó hư à. Do sáng giờ em quay clip nhiều quá mọi người, cho nên là điện thoại nó nóng quá, nó quá nhiệt. Nó không không cho quay video nữa, thì em cho nó nghỉ ngơi tí xíu giờ quay tiếp. Đó, rồi. Hồi nãy nói lại cái này nha, cái này là 6LN mới chưa dùng, giá là 750 ngàn nha mọi người. Nếu mà mua lẻ thì cũng có giá 750 ngàn. Nếu mà mọi người mua nguyên túi thì giá nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Nó chỉ 4 triệu 6 cho nguyên túi như thế này. Thì là nó có cái chỗ để mình treo luôn. Tiếp theo cái này 750 ngàn, 5WR, full mới hoàn hảo chưa có dùng nha mọi người. Đời sản xuất là đời thập niên 90, nói chung là nguyên cái cây này 199 hàng của thập niên 90 hết. Chỉ có cái cây 10 nãy em thế vô là cái cây đó nó hàng của thập niên 70 thôi. Đó, do là cây thập niên 90 là sáng có một khách mua mất tiêu rồi. Thì cây này cũng mới hoàn hảo chưa dùng luôn. Made in USA, the original, sinh 1924. Cây này là hàng 5WR, hàng nhỏ nha mọi người. Hàng nhỏ trong lòng bàn tay à. Thì cây này dành cho anh em mình chơi sưu tầm dạng hệ mini á. Ai mà chơi mini rất thích những cái cây nhỏ như thế này. Đây. Hàng còn full mới hoàn hảo chưa qua sử dụng, những cái vết bảo quản thôi mọi người chứ không gì hết. Đó, răng cỏ đẹp, môi miệng sát đẹp nè, người nhìn táp lại rất là đẹp nha. Rồi đây, rồi cuối cùng là cây này là size mini siêu nhỏ nha mọi người, 4 inch 4LN. Thì cây này em không có bán lẻ nha mọi người, cây này nó nằm trọn bộ chung với nguyên cái bộ như thế này à. Bán lẻ cây này em không có bán, thôi bán luôn đó mọi người ơi, mất công quá, lỡ lên mã số rồi. Chứ bình thường như cây này là nó nằm trong bộ như thế này nè, bán lẻ thường thường khách sẽ mua cây 4 này trước, bỏ những cây kia lại thì bữa nào nó cũng còn cái này, em phải tìm một cây 4 khác em nhét vô nữa mất công á. Cho nên là em ít bán lẻ là như vậy, nhưng mà thôi đăng bán luôn. 685 giá 1,1 triệu nha mọi người, chưa dùng nha. 4 4 chưa dùng giá 1,1 triệu. Này là mỏ nhọn 4LN, hàng của thập niên 90, full mới nha mọi người, full mới chưa dùng. Rồi 685 giá 1,1 triệu nha. Rồi nguyên cái túi như thế này là 686, mã là 686, giá là 4,6 triệu. Đây có cái này nữa nha mọi người. Rồi 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 tiếp theo em có mấy cái bình nhớt nha mọi người. Đầu tiên là bình nhớt 687, đây là cái bình to khổng lồ à, đựng chắc hơn nửa lít nhớt nha mọi người, hơn nửa lít nhớt của hãng Eagle nha. Eagle cây này thì có giá là 1 triệu. Anh em nào mà mình chơi cây hàng độc lạ thì chơi cây này em không có mớp méo, không có cắn cá gì hết, nước sơn thì trầy trụa do là thời gian lâu ngày thôi đó. Mọi người coi cái ti bên trong nè, ron nó còn đầy đủ mới sáng đẹp hết nha mọi người, thành bình cũng còn sáng đẹp lấp lánh nha đó, sạch sẽ sáng đẹp đó, cái ti rất là dài luôn. Đây, cái bình này là cao to mà
hả, ti dài thòn luôn hả. Nói chung là mọi chức năng còn hoàn hảo, em đã test bình rồi hả, ok hết. Kiểu dáng thì nó khá là lạ, cũng lần đầu em mà đăng bán cái cây như thế này nha mọi người hả. Thì giá là 1.100.000 cho cái cây này của Eagle nha mọi người. Eagle hiệu con đại bàng á, made in USA nha. Cây này thì còn em chưa vệ sinh gì hết, mới về luôn, chưa kịp vệ sinh hả. Rồi 686 686, cây này có giá là 800.000 nha mọi người, 800.000. Cây này mỏ nhọn dài, cây này là của Eagle, cũng cả nửa lít nhớt là chứ không vừa đâu. Eagle xưa nha mọi người, Eagle xưa, cái khâu này nó bằng đồng thau đó, mỏ dài đó, bình rất là to, không mớp méo cấn cá gì hết, chỉ có tróc sơn thôi. Cây này bữa hổm là em đăng bán mà mấy bạn lên giá bị lộn, lên tới 1.100.000 lận, nên là không có bán, cất luôn cây đó. Có khách hỏi nhưng mà em nói lộn giá rồi đó, thành ra là em bỏ luôn. Nay em đăng lại nè đó. Rồi trong này cái ti bơm nó bằng thau nha mọi người, đồng thau nha, chứ không phải là bằng bằng nhôm. Rất là to cái ti chà bá lửa luôn đó, thành bình thì mới sáng đẹp. Trong này có nhớt nha mọi người, có nhớt. Thì anh em nào mà mình chơi cái này, ron còn đầy đủ nha, ron rồi đầy đủ hết, nói chung là mọi chức năng còn hoàn hảo hết. Mà cây này chỉ có giá là 800 thôi, chứ không phải là 1.100.000 như cái clip bữa trước nha mọi người. Cây này là của cái clip bữa trước luôn á đó. Đó, giá 800 nha, xin lưu ý lại là giá 800. Rồi tiếp theo 689, cây này là của Eagle, cây này là hàng xưa của Eagle, cây này bình nhỏ nha mọi người, này chắc 175 ml ạ, hơn 175 ml đó, đây. Tình trạng là full đẹp này, bình ti sạch sẽ đẹp, ron phót đầy đủ, ti bơm đồ đẹp hết. Nói chung là cây này rất là đẹp cho anh em mình chơi sưu tầm nha, giá là 900. Rồi hết nha mọi người, rồi thế em kết thúc tại đây. Mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ em và đừng quên ấn like share video ủng hộ em nha mọi người. Rồi bye bye, chúc một ngày thật là tốt lành. Nhớ ưng ý mã nào thì liên hệ trực tiếp số điện thoại em để ở cái tiêu đề video nha. Những cái sản phẩm nào bán hết rồi em sẽ gửi, những video nào bán hết rồi em sẽ gửi số điện thoại của em xuống nha mọi người. Bye bye, chúc một ngày tốt lành.